chuẩn bị cho mình này, thịt lợn xay khoảng 200g, hai quả trứng gà hoặc trứng vịt này, một muỗng một hạt bêm này, lửa của cà rốt này, ba bốn nhánh hành này, lá này, 50g mộc nhĩ, 100g nấm, mình sẽ đốt mộc nhĩ và 100g miến hoặc là miến khô đấy. Bây giờ các bạn có thể cho hạt tiêu và một chút mắm. Bây giờ mình trộn đều tất cả các nguyên liệu này với nhau và mình đi gói bánh ra đây. Các bạn có thể cho hạt tiêu nhé, vì mình nấu toàn nấu cho bé ăn ấy, thế nên cho gia đình ăn ấy. Có bé nhỏ nên mình không cho hạt tiêu, cần nếu các bạn cho một chút hạt tiêu vào thì món ra đây của chúng ta rất là thơm ngon. Bé mình mới được có 3 tuổi cho nên mình cho chúng ăn canh. Thịt lợn ở đây mình đưa thịt ba chỉ người ta xay sẵn cho, nhờ người ta rửa sạch được tay xay sẵn để giảm cái thời gian luộc. Các bạn chuẩn thịt ba chỉ hoặc thịt ba thì cũng có quả mỡ còn lại ấy, thì món ăn của chúng ta sẽ ngon hơn. Làm bánh da nem ấy, thì cái nguyên liệu quan trọng nhất là miến hoặc nhĩ, trứng, thịt, hành. Các bạn có thể cho thêm là củ sẵn hay là gọi là củ đậu và hành tây. Đây mình cho hành thơm rồi và cho cà rốt. Vì sao lại vậy? Cho nhiều các loại rau thì món ăn sẽ ngon hơn ấy. Và đơn giản đấy, ở đây món ăn của mình có cả húng tàu, húng cả mùi rau mùi, rau mùi và rau và rau mình quên đây. Là rau húng là có thể húng chó hoặc là húng bạc hà các bạn. Bây giờ mình đi gói miếng da lem nhé. Khi gói các bạn chỉ cần gói không chặt tay quá và cũng không lỏng quá, rồi khi mà mình dán thì mình sẽ lăn tròn thì bánh da đen của mình sẽ tròn, cũng không cần thiết là khi mà gói là phải bánh phải tròn xe và cứng rắc này đâu. Vì sau bánh da đen của ta của thịt ấy, nó sẽ phải lở ra. Khi dán thì các bạn nhớ lật và lăn tròn một chút là bánh của chúng ta sẽ tròn hơn.
Thế các bạn thấy không? Bánh của chúng ta sẽ phồng lên các bạn, vì có thịt ở bên trong, cho nên nó sẽ nở, thịt nó sẽ lở ra. Nên nhiều khi mà mình gói mình không cần gói chặt quá thì thịt lở ra sẽ dễ hơn cách chúng ta đây. Và các bạn gì bánh rán bánh ra lên để các chị, các bạn chỉ cho lửa vừa thôi, không thì rất sẽ dễ bị cháy và không chín ở bên trong. Các bạn lưu ý cho mình là thịt để làm bánh rán lên thì các bạn cần dùng thịt sống, đừng mà thịt mà mình đã xào sẵn để làm thì bánh rán lên của chúng ta sẽ không dẻo và không bên trong các gia vị sẽ không dính được vào nhau và ăn sẽ rời cả và thịt sẽ không còn ngọt nữa. Mình xin lỗi này mình lật hơi sớm. Và nên dùng thịt ba chỉ hoặc thịt vai. Các bạn nếu mà muốn lật nhiều như mình thì các bạn mình lật nhẹ nhàng không sẽ bị rách. Dồn dần thì cứ dán vàng là được. Quên mất mình chưa lưu ý các bạn là khi làm bánh rán lem ấy, các bạn chỉ tùy theo cái lượng mà nguyên liệu các bạn làm ấy, các bạn cho trứng vừa phải ấy. Vì trứng mà cho nhiều quá, trứng chỉ cần để cho để các nguyên liệu dính vào nhau thôi, còn nếu mà trứng mà cho nhiều quá thì khi mà mình gói thì nó sẽ ra lốp, và khi rán thì phần trứng nó sẽ ra và ra chảo và bánh của chúng ta sẽ không được ngon và cái phần trứng đấy sẽ rất dễ cháy. Các bạn lưu ý nhé, mình chỉ đập trứng để cho trứng nó làm dính các nguyên liệu lại với nhau thôi, không được để có lớp trứng ở dưới đáy của nồi. Rán lửa vừa để cho các nguyên liệu ở trong chín, thì nguyên liệu làm bánh rán toàn là nguyên liệu sống. Thì các bạn thấy không, có mình kỹ này, có cà rốt, cho nên nhìn cái bánh rán của chúng ta rất là ngon, đủ màu sắc. Mình dán thêm một bước nữa là được không? Các bạn thấy không, bánh rán lem của chúng ta rất là vàng và giòn như này rồi. Để các bạn cho những phần bánh rán lem đã được rồi lên trên để cho rất ít dầu. Rồi sau đó mình sẽ cho ra đĩa và thưởng thức thôi. Các bạn lưu ý với mình nhé, là cái món này ấy, các bạn có thể cho ngập dầu hoặc là cho lửa, ngập dầu lửa như này cho mình lật cũng được. Vì làm ở nhà mà mình cho dầu nhiều quá mình không dùng cho bỏ rất là lãng phí ấy. Ở quán ăn họ làm nhiều ấy thì họ sẽ hay cho ngập dầu. Và khi ăn thì các bạn pha nước mắm chua ngọt ấy để ăn cùng ấy. Hôm nào rảnh mình sẽ hướng dẫn các loại nước mắm nhé, pha các loại nước mắm. Mình vẫn đi làm nên mình chỉ tranh thủ buổi tối một lúc hoặc là thứ bảy chủ nhật một hai buổi, chứ còn mình cũng không chuyên về như cái việc này, cho nên mình không có thời gian. Đây chỉ làm cho vui, giải trí và thấy mọi người chia sẻ và bình luận thì mình cũng có động lực ấy. Được rồi đấy, bây giờ mình gắp ra thôi. Chỉ cần chín vàng như này là được rồi các bạn, không cần phải để cho vàng quá đâu. Vì trẻ con ăn mà nó chiên dầu nhiều quá cũng không tốt và cháy càng không tốt. Các bạn thấy không, khi mà mình rán ấy, các bạn chịu khó xoay bánh rán lem một chút ấy thì vừa lật một chút này ấy, thì bánh rán lem của chúng ta rất là tròn và không hề bị lát, vàng đều. Khi gói mình cũng không cần thiết phải để làm bánh rán lem quá xoay quá tròn, mà khi rán bánh rán lem vẫn là rất là ngon, đúng không các bạn? Đây là thành phẩm của mình đấy các bạn, dầu ăn cũng không hề bị cháy nhé. Bánh rán lem rất là ngon này, và trứng cũng không ra bên ngoài chảo nhiều. Chúc các bạn thành công với những cái món ăn gia đình như này nhé.